chuyển sinh. Thân bằng yêu chi vườn đô biển tập 2. Đây là chuột vương. Quỳ mau tránh ra, không cho phép người phá hủy núi sư tử. Đại hùng, không hổ là đại vương, con phải nhờ ngài ra tay. Lợi hại, lực phá hủy như vậy có điều. Đại vương à, bọn chúng đào đất chui xuống rồi. Nghi rồi, yêu lực của bọn chuột túi này yếu, nhưng mà số lượng lại khổng lồ. Nếu như bọn chúng động đến địa liền mạch núi sư tử thì nghi to rồi. Chuột núi thì đã trải qua rộng tôn bộ mọc đất núi sư tử. Ngươi mà như vậy dứt khoát nhất cả núi sư tử lên đi. Bạn sơn, đoạn chết bọn chúng đã chui đến chiều sâu mà mình không thể nào tác động rồi. Đội quân hồ kiên dưới mặt đất núi sư tử, màu số kích. Tiểu thần, vô dụng. Số lượng chưa núi này, cho dù ngươi đuổi kịp, thì cũng như là giá tràn xì cát. Tộc thanh xà, chúng ta lại hiểu rõ nhất chuột núi. Dù là chuột núi là động vật quần cư, nhưng lại không có ý thức đoàn kết lại, hoàn thành được một mục tiêu. Lúc bị săn bắn, cũng chỉ chạy từ phía, là một đám trong đầu chỉ biết sinh sản. Cái đám chuột núi này lại có thể trùng hợp tác, trê già mất mộc. Lại có một khả năng là bọn chuột túi này là do một vương hầu dẫn đầu. Chuột vườn chẳng phải là vừa bị một phát pháo của đại vương áp phân thủng rồi sao? Chuột vườn, người nói là hiện tượng một đám chuột tập hợp lại còn một con chuột vườn, là nói là lâu đại của bọn chúng. Tóm lại là chỉ cần đánh chết con chuột vườn đó thì lại có thể phá hủy được nạn chuột triều này. Nhìn hình thở tờ lớn của người, hắn là ngươi rồi. Càng quá dùng sức kẹt cả răng luôn rồi. Thanh tỷ, đây không phải là chuột vườn, chuột núi khác, nhưng mà vẫn không có ý muốn dừng lại. Cái gì? Vẫn còn chưa phải chuột vườn ư? Coi như là cái con này cũng khá lớn nhất ở trong đường hầm, nhưng mà cũng không thể cầm đoàn là con lớn nhất ở trong đám chuột núi. Hơn nữa bọn chuột vườn muốn che giấu bản thân, nhất định sẽ không dễ dàng để bị phát hiện. Cảnh báo, kinh mời bị hao tổn linh khí hao hụt, tiến độ nhiệm vụ hạ xuống 92500/100.000. Không được rồi, cứ tiếp tục như thế này thì kinh mạch của mình sẽ bị chuột núi gặm hết, chỉ còn lại vấn đề là thời gian. Đại hồng, ngươi đi khiêng mỹ hồ ra đi cho ta. Rõ. Ây da, đại sư tử, ngươi muốn làm cái gì? Mỗi ngày ban đêm gì vò ta còn chưa đủ hay sao? Núi sư tử đã bị chuột núi sầm lấn, đại vương là muốn ngươi tìm chuột vườn. Không phải ngươi muốn dùng sát dụ chuột đi chứ? Đây là cái kiểu play xấu hổ gì vậy? Nếu như ngươi có bản lĩnh tìm được chuột vườn thì ta đã bớt việc. Ta còn ngươi giúp ta điều động phát dục hỏa. Cái gì? Người vẫn muốn ta kích dục phát hỏa của người? Người quên lần trước bị sơn dẫn dục xuất dục hỏa thì chỉ chút nữa là làm nóng chết ta hay sao? Hiện giờ ta có thể khống chế dục hỏa. Bên đi nhậm đi, thời gian còn cấp, nhanh lên. Lần trước tôi thiểu vẫn là hình thái thú nhật, lần này hoàn toàn là trạng thái sư tử. Biến trụ hán thế này cảm giác có chút lạ. Được rồi, ta có thể khống chế rồi. Sau khi tiến vào phòng nhiệm vụ khai cường khách thổ thì thân thể mình đã gắn liền với núi sư tử. Đi lên mạch chính là kinh mạch của mình. Kể từ đó chỉ còn dùng tâm pháp thánh hỏa bớt hết hỏa lực dục hỏa ở trong cơ thể mình vận hành là có thể tiêu diệt cái đám chuột mưu toán tiếp cận địa linh mạch này. Mà hiện tại là thanh lỏng hơi sớm đây nhỉ?
Chỗ đáng sợ thật sự của chuột núi bây giờ mới bắt đầu. Còn đúng, bộ nó vẫn đang gặm cắn địa linh mạch. Ui vãi đạn, năng lực sinh sôi này cũng quá nghịch thiên rồi đấy. Cái nhóm tiểu thành thì vẫn đang ở bên dưới, mà chưa thất phẩm vì lớn của mình lại không có tác động gì đến được sân đất sâu như vậy. Cho dù có thể đến gần thì cũng không thể nào bao trùm toàn bộ núi sư tử. Chỉ cần còn một con không chết thì chuột núi sẽ có thể sinh sôi vô hạn. Làm sao bây giờ? Rèm ra chỉ có thể giải khóa chiêu này. Thừa tính tiêu hủy điều kiện giải khóa, tiêu hao 5.000 điểm y vọng. Điểm y vọng hiện tại là 50.000 lệ hạt. Giải khóa. Nếu không, mình không muốn đổi thuộc tính này. Điểm hy vọng vô vả tích lũy được đã bị trừ sạch rồi, mà ảnh hưởng tới đại vị của bản vượng ở trong lòng quần chúng đó. Giải khóa thuộc tính, quyền y khấu trừ 5.000 y vọng, lực thống trị bộ hạ giảm xuống 2. Học được kỹ năng tiêu hủy cho nhiếp level 2 là có thể tiến hành chủ nhiếp địch nhận trong phạm vi, là một cái cây không cỡ hoàn chỉnh. Thời gian duy trì 30 phút, CD 20 giây. Nhưng mà việc đã đến nước này thì chỉ có thể hợp lực thôi. Yêu y, trận nhiếp, mất che phủ toàn diện. Ngoài sử dụng yêu y thì trấn thủ 1294123 thì yêu thú cộng 190 y vọng. Ngô thường dội mình 589 trừ 50 đường công đức. Cái kỹ năng hố cha này hoàn toàn không phân địch ta. À đại vương à, Tiêu Thành ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lúc ngài gặp ác mộng thì có khi đã bộc phát ra yêu khí cường đại như vậy. Ta và Tiêu Trúc ở cạnh ngài lâu dài thì toàn núi sư tử hẳn là có hại chúng ta chịu đựng nổi. Đại vương yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được chuột vương. À đợi một lát Tiêu Thành. Yêu thức của ta cũng không thể phần rõ. Tìm chuột vương thì không khác nào là mò kim đầy bờ. Mà hiện giờ chuột núi đã lèn lỗi khắp núi sư tử, ta cũng không thể nào lật tung cái núi sư tử lên được. Hơn nữa yêu y của ta chỉ có thể tạm thời trấn trụ chuột núi thôi, thời gian có hạn. Vậy phải làm sao? Chuyện xưa nói rất hay, người đánh phần người thì ta đánh phần ta. Tiêu Thành chúng ta đi. Vâng. Lúc đầu nhiệm vụ của mình là khai cường khoáng thổ, mà không phải là chống lại chuột triều. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống là có thể nắm giữ được vạn khí quy tông và bàn sơn hoán địa. Kết hợp với hai kỹ năng này là có thể sắp xếp được chuột núi ở trong núi sư tử như là phân đĩa bài xuất ra khỏi cơ thể. Vậy nên mấu chốt chỉ là Bạch Hữu Lĩnh. Chẳng lẽ tên này đã phát hiện ra Bạch Hữu Lĩnh ngân chiến lớn? Đây chính là đường già của đại vương của núi sư tử. Quả nhiên là khí vũ bốc phạm, là đối thủ. Linh khí khôi phục mà các loại tai họa lại biến hóa không ngừng. Vậy mà Bạch Hữu Lĩnh lại có điều phòng bị mình. Xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Hắn cũng biết yêu ý. Chà, kiểu làm phá hồi cũng không xứng. Hay trên núi sư tử các người, thời ngày thì Bạch Hữu Lĩnh và các người nước sông không phạm được giếng, sao lại khởi chiến mà không báo trước? Ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của ta thôi. Hủy diệt người thì liên quan gì tới người? Giết. Hoàng Kim, Thú Vương Quyền. Này, sao có thể? Sợ sư tử có thể làm được động tác như thế này? Theo như lý thuyết thì sư tử chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh mà thôi. Vì đời trước là người
cũng phải, đã là lần thứ hai khôi phục linh khí, không thể coi thường sự tự. Con hổ này lại có lực lượng tương đương với mình. Ta không tin, người cũng có thể theo kịp tốc độ ta. Thứ gì? Lần đó đụng phải đối thủ mạnh như vậy. Tâm pháp tính hỏa, địa hỏa. Sư tử chết tiệt, đánh nó như là đánh vào cục sắt vậy. Đại Tây Thiên, đây không phải là cuộc chiến mà ta có thể tham dự rồi. À không, ta nhất định phải giúp đại vương. Hóa lòng, dám can đảm đối nghịch với đại vương, tiếp chiêu của ta đi. Lòng tức, tập hợp yêu khí, thần, thú, hóa, hình thái huyền vũ. Cái gì? Người quên vẫn còn muốn ta rượu. Muốn đến như vậy thì để ta chơi với người cá trên sàn nhỏ. Tiểu Thanh, ngươi vẫn có thời gian để lo cho kẻ khác à? Còn đúng. Lúc bắt đầu đối chiến thì mình chỉ dùng có 5 phần lực lượng. Nó đến với mình thì mới có thể hòa. Vậy mà vẫn có thể đối đầu được với mình, lại không thắng nổi nó. Chuyện này là sao đây? Sao năng lực của mình, năng lượng, tốc độ, sức bền, toàn bộ đã bị khóa? Vừa rồi ngươi sợ hãi cái đúng không? Chỉ còn ngươi một nháy mắt sợ hãi ta thì mãi mãi không thể thắng nổi ta. Và đây chính là năng lực của ta. Ấp cái gì? Lá bằng ba lần, nghĩa như tên, chính là sự áp bức, sự ghi hiếp của cường giả đối với kỳ yếu. Kỳ yếu không phải là bẩm sinh, khúc phục kỳ mạnh, nhưng mà chỉ cần sinh ra tâm lý sợ hãi đối với người ba lần thì cho dù cường giả cường tráng hơn người ba lần, thông minh hơn, quân thể lớn mạnh hơn, người bị ô hiếp thì cũng sẽ vĩnh viễn bị đè phía dưới, thậm chí là khắc vào trong gen, một đời truyền một đời. Đây là quy tắc tự nhiên, cũng là năng lực mà đại vương thức tỉnh. Chỉ cần sinh ra sự sợ hãi đối với đại vương thì cho dù là cái địch lớn mạnh hơn cả đại vương thì cũng tuyệt đối không thắng nổi đại vương. Đã cho chỉ số của mình đã bị khóa rồi, chuyện này là sao đây? Là con bạch hổ này giở trò sao? Lên bút đi bút cho mình à? Kéo khoảng cách ra cho đã. Muốn chạy? Ôi vãi, nó còn biết bay, ngưỡng mộ và đấu kỹ hận quá. Bạn đã đỡ được đợt tấn công phong ngư cộng 1. Bạn đã né được đợt tấn công tốc độ cộng 1. Bạn đã đánh trúng được bạch hổ sức mạnh cộng 1. Lạ thật, tại sao chỉ số của mình lại bị khóa, nhưng mà vẫn không ngừng nỗ lực ta? Vậy số mình tăng lên đi đâu hết rồi? Mình có loại cảm giác kỳ lạ. Đại vương, ngăn cản tốc độ nhanh quá, ơ hiếp ta còn cần hay sao? Bất cảnh minh uyên lên quá, cả người không có thể dùng sức, nước này có vấn đề. Xem thường ta quá rồi đấy. Chà, vốn tưởng là chỉ là rắn bốn chân, vậy mà thôi sự biết bày. Xem ra là năng lực hóa thần thú của nó trên mình rồi. Không sao, ta sẽ ra tay. Cút. Không tự lượng sức mình, máu của ta còn cứng hơn cả kim cương đấy. Phối hợp với đàm suy xoay chuyển tốc độ cao thì ta chính là cái kỳ giáo mạnh nhất của bạch hộ lĩnh. Anh rùa là khiên bạch mạnh nhất của bạch hộ lĩnh. Còn thường hắn địch trúng phải hát thủy của anh rùa thì sẽ không ngừng tiêu trừ linh khí của người. Gặp chúng ta thì người cũng không có phần thắng. Đáng chết, chỉ có thể thử chiều đó thôi. Hơn vũ lông xương là thuộc chia mắt sao?
trò cổn cồn. Cái gì? Hả? Sao lại là em? Ngươi miễn dịch hết thủy rồi. Vô dụng thôi, giáp của ta có thể hấp thụ toàn bộ đòn tấn công. Người vốn này, cái thú quấn trên người của ta, con là hắc mãng, không phải là thanh long. Tiêu rồi, ở trong sương mù này lại có khí độc gây ảo giác, phải màu chống thanh trừ giải mới được. Nhưng mà cơ thể đã chết, anh rùa, ta giúp anh. Còn dùng thối, chịu chết đi, thì chết đi. À, chờ đã em hạt, không phải em tính lại. Tiêu rồi, trong ảo giác rồi, anh rùa. Xem ra, vẫn là giáo mạnh nhất, lợi hại hơn. Nhưng không còn khiên mạnh nhất, thì giáo mạnh nhất cũng chỉ có thể bị gãy thùi. Thì rồi, bởi vì hát thủy của anh rùa không thể dùng được sức, đã chết. Lòng tức. Đại vương, ta đến giúp người. Đại vương. Kim trùng chiếu. Điều này cũng là tính số liệu cơ bản của các mục đã bị khóa, nhưng mà kỹ năng phát động thì vẫn bình thường. Tại sao? Tại sao? Tại sao nó lại đặc biệt như vậy? Ôi, đổi thành nhiều tu khác thì chỉ còn trong y áp của ta thôi, thì đã ngã xuống dưới dâm y của ta rồi. Nhưng mà nó bây giờ tuy thực lực lại giảm, nhưng mà hoàn toàn không sợ ta. Dấu cô là làm sao khó chỉ số mục tiêu của ta? Người cũng có hệ thống sao? Cành cây hả? Cành cái gì mà nó lại chơi ta? Đầm móng lại là cái gì? Người đang cười nhạo ta sao? Ta còn tin không phá được ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chiêu này ngươi không thích thì đâu, cũng tỷ đối không phòng được. Chịu chết đi. Đại uy thiên ngũ lùi chính pháp, thiên lùi kiếp. Bị mất đi. Bị nhiệt độ cao tan thành quá cầu vàng rồi sao? Có gì? Hay lắm. Lợi dụng ta giải phóng địa hỏa sinh ra, nhiệt lô tăng lên, cùng với hơi nước sinh ra lúc tiểu thành chiến đấu với lão rùa, hình thành điều kiện lôi bạo, mà thuộc tính kim của bản thân ta lại dẫn ra điện. Đúng là chiêu thức bấm sinh khách ta. Tại sao người lại không có vấn đề gì? Không thể nào, quá cầu vang đó là gì? Đây là yêu đàn của ta. Có gì? Chúc mừng cái chủ đã mở khóa yêu đàn, nhờ được thuộc tính mới lôi bạo. Nắm kỹ năng lôi đình chớp level 1, mở rộng thuộc tính hoàng kim. Nắm giữ kỹ năng mở rộng hoàng kim level 1. Đúng là hết cách vào thông này. Ta cũng không muốn hách thì cũng không được rồi. Bạch hổ này có thể thiền lôi kiếp, phải làm sao? À đúng rồi, ta có thể dùng dời núi làm ra màn trắng dẫn điện xuống đất. Đến đi. Hệ thống kịp trở thấy lực lượng lớn năng lượng điện năng có thể đưa vào yêu đàn không? Hả? Yêu đàn? Chà trách, sau khi kim chỉ số cơ bản của mình đã bị khóa, thì bụng luôn có cảm giác trướng nóng, thì ra là thống đàn tỷ số mới tăng lâu vào ở trong đan điền, xin ra yêu đàn. Xem ra lối kiếp này mình nhất định phải độ rồi. Phụ quỷ trong nguy hiểm, thử thì thử. Không ngờ một đòn thiên lôi này của người đó nạp đầy năng lượng nhiều đoàn của ta, trực tiếp cụ hiện hóa ra rồi. Ta cũng phải cảm ơn người đấy. Ui đáng chết. Vô dụng thôi. Ta phải giết chết ngươi. Ta bây giờ ý chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này chứ hả? Chỉ số của mình vẫn bị khóa ư? Chứ dù là ta ngừng có kiềm ra thì cũng không thể đột phá kiềm chế. Năng lực của bạch hổ hình như là một loại quy tắc nào đấy,
chỉ còn sinh ra sợ hãi trong thoáng chốc với đại vương. Thì cho dù là cái địch lớn mạnh của hương đại vương thì cũng tuyệt đối không thể nào thắng được đại vương. Năng lực cùng loại với con nhỏ lẫn lờ ở trong hang mình, bất luận ngươi là người hay thú, thì chỉ cần ngươi là giống đực thì chúng phải năng lực của ta đưa trở thành nô lệ ngồi ngổ nghe lời. Kết thành yêu đan thì sao? Ngươi vẫn không thắng được ta. Quán gầm. Phi lôi pháo. Kiềm thuật diễn triển pháp là địa long. Sao? Sức mạnh lôi điện của người không có tác dụng với ta nữa. Sức mạnh uy nhiếp của người tuy vẫn còn, nhưng mà đối với cái loại phi sinh vật như là yêu đàn thì hoàn toàn không có tác dụng, có phải không? Kim thuộc diện triển dây leo vàng. Cái gì? Tên lực hộ bám. Thần tự chú đi. Thánh hỏa tầm pháp trục nhiệt. Đàn chết, ta sắp phải thua rồi. Tại sao? Ta làm như thế nào cũng không làm gì được nó. Trận chiến sông vương này ta sắp thua rồi. Hả? Đó là thử vương. Đại vương. Tiêu rồi, làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Thử triều của địa linh mạch tính lại rồi. Không kịp đây rồi. Ta phải lập tức kích liễu con hổ bạch này. Thì ra là như vậy, núi sư tử của bổn thở của người có một loại liên hệ nào đó sao? Chỉ cần là núi bị sư tử bị tổn hại thì ngươi cũng sẽ bị thương. Thợ vườn, cán xiên núi sư tử cho ta. Ta cái gì? Thì ra mới chính là thợ vườn. À, đại vương. Đại vương là người. Ngươi là... Nhớ lại. Đứng lại, ngươi không chạy được đâu. Ra đây. Mày làm cái gì đấy Tiêu Thành? Có chuột chưa vào rồi. Phải không? Để ta tìm thử. To gan ta đi. Ngay cả người cũng dám. Ngay cả người của ta mà người cũng dám lớn. Trời đại vương à, bắt được chính là con mồi của đại vương người rồi. Ăn nó đi. Ôi, sao tới đại vương à, đừng có ăn ta. Vãi trời, con chuột nó biết nói. Ây da. Nó mà mở linh trí ra rồi thì ta làm sao mà ăn đi. Mở linh trí ảnh hưởng đến mùi vị hay không? Ý của ta là nó đã bị biến dị do ảnh hưởng của linh khí, giống như ngươi và ta và gấu bọn họ. Yêu thú mà mở linh trí thì đừng có ăn nữa. Ôi, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương đã tha mạng. Tiêu nhận bò núi đào biển lửa sẽ báo đáp đại dương. Đi chơi đi. Ta có thể mong người báo đáp cái gì? Xin lỗi sư tử đại vương. Người trúng bị áp của bạch hổ có vậy không? Cho nên mới... Ôi sư tử đại vương, bây giờ chính là lúc ta báo đáp người xem ta. Về đi các con của ta. Ý? Nà ní? Người muốn chấm dứt việc tiến công núi sư tử ư? Người đã trúng quầy uy của ta. Với sức mạnh nhỏ nhoi của người chỉ có thể ngó ngó nghe lời ta. Muốn cường chế đột phá kiềm chế của ta chính là tìm cái chết. Chờ còn, người không cần làm gì cả. Vua là người lòng mang thiên hạ, là người được con dân nâng đỡ, là kẻ không khuất phục dám làm, chứ không phải là cái loại như người chỉ dựa vào uy hiếp áp bức cưỡng chế kỳ yếu thần phục. Với lại con gơ tờm nó yêu y thần, người còn muốn dùng yêu y độ cao thấp vi tả thì là không tự lượng sức. Yêu y cường áp. Mình không được ngất đi, nếu không, thử triều không thể giải trừ. Mình cũng không được chịu thua. Mình cũng là vua. Phía đông bạch hổ
Lĩnh đã được đưa vào bản đồ đội sư tử. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ mở rộng cường thổ. Nhận được diện tích lĩnh thổ có thể chịu được linh lực thức tỉnh lần 2. Thưởng mạnh vỡ dương thần 2. Nhận được 3 trên 10. Sử dụng không ảnh hưởng hệ thống tích lũy. Đã nắm được kháng sợ, kỹ năng tự tính dời núi đồi đất. Đã nắm được tù khí, bản năng tự tính, vận khí quy tông. Thử triều đang ai da đầu đầu quá. Gấu à, con mau xem chuột chạy rồi kìa. Chuyện này là sao đây? Đứng lại. Tên này sao còn chưa chết? Mình không còn linh lực để đấu với nó nữa rồi. Ta thua rồi. Kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua thì làm hậu. Sau này người chính là vua của Bạch Hổ Lĩnh, ta chính là hoàng hậu của người. Hả? Tình tiết gì đây? Thì ra nó là một con cục cái á. Ngươi gọi ta là Hổ Mị là được rồi, chưa biết tùng danh của phu quân. Làm gì chứ, sư hộ luyến à. Ta từ hệ thống kiểm tra thấy Bạch Hổ đang muốn đem cả Bạch Hổ Lĩnh tặng cho bạn, có nạp vào phạm vi thế lực của núi Bạch Hổ hay không? Hả? Đi lối vào di tích dù đỏ, cuối cùng thì vẫn hiện thế rồi. Là thời hiện đại. Tô Linh, tập đoàn Cường Thịnh, nhân viên ghi chép kiểm tra. Thấm song song, tập đoàn Cường Thịnh, nhân viên kiểm tra. Vì tích cổ.